15S Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15S Bình Dương nha. Hiện tại thì 15S đang có mặt tại mộ của cậu Năm để ghi hình cho tất cả quý cô chú anh chị xem nha. Ở thì hiện tại thì cũng có đông bà con đến viếng mộ cậu Năm. Ở thì sáng nay 15S gặp một cái trường hợp phải nói là chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ chứng kiến luôn. Đó chính là dông nhập nha. Và cái dông nhập này không ai khác, đó chính là một cái người chị gái làm YouTuber và TikToker luôn. Thì mình không có, mình ẩn danh nha. Ngày này mình sợ là ảnh hưởng đến quyền lợi của, nói chung là ảnh hưởng rất là lớn, nhưng mà đây là một cái sự thật. Thì nói chung là 15S cũng mấy cái vấn đề tâm linh thì cũng mình nào giờ mình cũng chưa bao giờ mình tin, nhưng mà hôm nay chứng kiến sự thật phải nói rất là ghê đó. Thì 15S có mang theo trong người lúc nào cũng có một cái miếng dao trâu trắng, dao trâu trắng ha. Thì để phòng hờ, tại vì ông bà ta thường nói là dao trâu trắng nó trừ tà ma rất là hay. Thì chị gái đang lúc bị thì 15S mới nhờ chị Út Lan, trời ơi, chị cũng vừa đến lúc đó chứ các anh em YouTuber cũng khá là nhiều luôn. Thì chị Út Lan nói có một có ai có miếng da trâu không? Thì bất ngờ mình nghe vậy thì mình mới nói miếng da trâu mình lúc nào mình cũng bỏ trong ba lô của mình, thì mới đưa cho chị Út Lan, đưa cho chị gái đang bị vậy đó. Thì 5 giây sau là bắt đầu tỉnh là từ từ rồi đó. Thì đây là một cái câu chuyện phải nói là từ trước đến nay mình mới thấy thực tế nha, không bao giờ nói gian, không bao giờ nói dối luôn, sự thật ngay trước mắt mình luôn. Nhưng mà cái clip đó thì 15S ẩn riêng tư rồi, không có đăng công khai. Sao ngãi vậy? Ngã cái tấm hình. Thì hiện tại thì lúc mà chị bị như vậy thì có khoảng là 20 các anh em YouTuber ghi hình luôn, nhưng mà các anh em thì đã xóa clip rồi, ẩn clip rồi, để gọi là mình tôn trọng chị ha, để mất công là ảnh hưởng rất là lớn đến cái đời sống của chị cũng như là trong đây. Nãy là cũng nhờ chị Út Lan, chị hỏi đúng không? Đó. Hôm qua đó, hôm qua tặng nhiều lắm. Tặng nhiều quá mà mình trời ơi, vậy mà không biết chết thiệt. Cái nào giờ chị có gặp trường hợp đó mà chị biết hay vậy? Chị đi đâu chị cũng đem nó theo á. Chị cũng có mà sao chị không nói gì lấy ra? Mà chị đâu có đem theo, hôm nay không có đem theo. Ủa sao lại vậy? Ủa. Nhà còn nhiều không cho em miếng này? Mua đi, 10.000 miếng bự lắm. Da trâu trắng hay da trâu hường? Da trâu đen á. Ủa da trâu đen hả? Sao ta nói da trâu trắng mà? Hôm chị mua da trâu đen ha, mà có lông dài vậy luôn nè. Ta nói da trâu đen mới hiệu quả mà chị. Má ơi, phơ một tháng mới khô. Không rồi em đem nhan chầm á, nhan chầm nụ á. Nhan chầm nụ hả? Xe giá dắt người đó cũng được. Và trị tà ma này nọ được phải không? Mấy cái bậy bạ vong linh rồi gì? Tội cũng hay lắm, đem theo tội ra túi. Mà nãy chị thấy ghê không? Vừa tới đúng không? Vợ em kêu với ai? Em kêu với ai? Em kêu mà. Em kêu chị lợi, em hỏi chị có cái cách nào không? Chị mới nói là có ai có miếng da trâu không? Sao đây, sao em hên trâu rồi hả? Thì có sẵn ở trong ngừ. Còn mà công nhận nhanh ta. Bỏ vô trong vòng 5 giây là hết rồi. Chị chào mấy đó sợ lắm. Thoát ra liền đúng không? Văng ra liền, thoát ra liền. Văng ra liền. Em biết chào rồi cái em
biểu tượng của mẹ Loan Anh. Hồi nãy là em quay hai clip á, nhưng mà thôi mình tôn trọng chị đi, mình xóa clip đi. Rất là ảnh hưởng. Đây mười mấy phút luôn. Cái đó mà đăng lên chắc là triệu view thật sự luôn, tại vì mình chứng kiến. Từ nào giờ em chưa cái chứng kiến cái trường hợp là vong nhập luôn như thế nào luôn. Bên này mới chứng kiến thật sự là phải nói quá ghê rợn. Nhưng mà thật sự là không phải là tại mộ cộng năm nha, mà ở bên ngoài. Ở bên ngoài. Nhưng mà người bị là YouTuber luôn. Chết hoang á, chết 6 người Bình Phước. Mấy đứa linh lắm, còn nhỏ linh lắm. Bữa hộp Úc vô, Úc quay xong là Úc hả? Úc sinh, Úc bóp nghe, Úc sinh xong rồi. Nghe nổi da gà đúng không? Mỗi lần chị lên viếng nổi da gà. Chị lên, tôi nói ốc dựng lên. Chị quay xong, chị về cho coi là con giác rồi chị muốn khóc. Chị sợ á. Đúng rồi. Hồi quay không sợ, mà tới hồi cái coi giờ sợ. Úc đã quay chi tiết mộ cậu chi một ngày 101 cho cái ngày xem nha. Bà con mang hoa trái cây đến. Cô ơi, mình mang qua bên đây coi có ekip hỗ trợ các cô. Chào buổi trưa quý vị và các bạn trên kênh của chị Úc Lan nha. Chứ phải đăng ký cho tài 66 hả? Rồi em chào chị Úc Lan nha. Chào khán giả của chị Úc Lan. Nếu mà khán giả của chị Úc Lan yêu thương 15x thì hãy đăng ký cho chị Úc Lan. Nghe hết hồn ha, nghe hết hồn ha. Ủa, bye bye hả chị? Chị đang 11 phút rồi. À, lâu dữ nha. Chị bỏ rồi. Thôi bỏ đi chị. Tội nghiệp chị lắm. Nhưng mà dù sao ở trong mộ cậu năm thì mình cảm thấy nó ấm áp, nó an toàn, nó không có đáng sợ đúng không? Giống như được cậu bảo vệ. Đúng rồi, giống như cậu bảo vệ, tại vì bây giờ cậu như là hành tiên hành Phật rồi. Thật sự bây giờ mình mới nghĩ ra rằng mộ cậu năm rất là an toàn. Mà nãy anh Minh anh cũng xin cái lọc của cậu á, là cái nước trà đó để cho chị uống á. Dạ, nhưng mà mình không biết là chỗ nào, nhưng mà rất là nhanh luôn á, hiệu quả. Quắt luôn hả? Trời ơi. Chị thấy chứng kiến. Khiếp vậy? Chị bị ma nhát không biết gì nữa. Nhưng mà chị không có sợ đúng không? Không. Chị có da trâu trong người đúng không? Đó thì như các cô chú anh chị ha, thì tâm linh là có thiệt là như vậy. Mình không có mê tín dị đoan, nhưng mà nói gì là không có đùa được đúng không? Đúng rồi, tâm linh là không có đùa được. Hôm nay thì phải nói là hai chục YouTuber cùng với là khán giả, cũng cả chục khán giả đó chứng kiến cái tâm linh này, thì bây giờ là ai nấy nổi da gà hết. Tin rồi. Bây giờ quýu hết rồi. Đến đây thì 15x Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.